Nhân kỷ niệm 78 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2022 và 33 năm ngày hội quốc phòng toàn dân 22 tháng 12 năm 1989, 22 tháng 12 năm 2022, trưa nay, ủy viên ban chấp hành Trung ương Đảng, bí thư thành ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đến thăm tặng hoa chúc mừng Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cùng đi có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Kỳ Minh, trưởng ban nội chính thành ủy Võ Công Chánh, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Trần Phước Sơn và Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Dương Đình Liễu. Thay mặt thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Bí thư thành ủy Nguyễn Văn Quảng chúc mừng những kết quả thành tích nổi bật mà quân khu năm đạt được trong nhiều năm qua, đặc biệt trong năm 2022. Đồng thời ghi nhận những đóng góp quan trọng của Quân khu 5 đối với sự phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh của các địa phương khu vực miền Trung Tây Nguyên, trong đó có thành phố Đà Nẵng. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng khẳng định, sự hỗ trợ giúp đỡ của quân khu 5 đã tô thấm thêm truyền thống tốt đẹp của quân đội nhân dân Việt Nam và hình ảnh bộ đội Cụ Hồ tạo niềm tin và sự tín nhiệm của chính quyền và nhân dân thành phố đối với lực lượng vũ trang quân khu 5 nói chung và lực lượng vũ trang thành phố nói riêng. Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng mong muốn quân khu 5 tiếp tục quan tâm, hỗ trợ gắn bó mật thiết, đồng hành cùng thành phố trong phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. Thay mặt lãnh đạo Quân khu 5, Trung tướng Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Tư lệnh Quân khu 5, cảm ơn Đảng bộ chính quyền và nhân dân thành phố luôn phối hợp quan tâm, hỗ trợ đắc lực và dành những tình cảm trân trọng, quý mến đối với các lực lượng vũ trang Quân khu 5. Mong muốn thành phố tiếp tục dành sự quan tâm, phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các đơn vị của Quân khu 5 để hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.